Xin chào tất cả các anh em nha. Video mình giới thiệu các anh em tham gia một chuyên rớp Shima Protocol và nhận tập cảnh sát để tham gia giá hôm nay. Quản lý phần điểm mô tả những video của mình, mở thì đã gặp một chuyên tác chất tiêu nha bạn. Nhờ tất cả các bạn join kênh giúp nha bạn. Join cho chính chát nữa nè. Cảm ơn tất cả các bạn đã đếp lại nha bạn. Rồi tôi bấm nút chết nè. Gì đây? Tôi bấm nút gấp trang đấy các bạn. Chết này đúng rồi. Ok, mình nhận được 105 tốc càng sát nè các bạn. Mỗi tốc càng sát khoảng 1 đô các bạn. Rồi tất cả các bạn bấm continue nha các bạn. Bấm continue. Rồi bạn có chuyên kênh giúp không? Bạn chuyên gọi bấm đoán các bạn. Chép. File các bạn chạy chút. Cái bước này là nó kêu các bạn thay đổi ảnh đại diện trang cá nhân của mình. Giống nói các bạn nhập vào A cộng xin thuộc cô các bạn. Các bạn lướt xuống các bạn. Các bạn download bức ảnh này như vậy các bạn. Mày nhắc vào đây nè. Rồi các bạn bắt đắp vào đây bạn. Các bạn download vậy nha bạn. Các bạn sell nè. Thì các bạn nhập vào 3 nhân vật kinh khủng nữa các bạn. Các bạn bấm vào mục Steam như thế các bạn. Các bạn nhấp vào hình ảnh phone mình nhấp vào đây các bạn thay đổi trang nha tất cả các bạn. Ok các bạn cập nhật trang cá nhân của mình lại thành bức ảnh này nha các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lại. Rồi sau khi bạn đổi trang cá nhân bạn tiếp tục thì các bạn bấm vào điền lại username Telegram của tất cả các bạn nha các bạn. Anh bấm số 1 nha các bạn. Tiếp tục tạo Twitter thì vẫn có lâu like và tweet luôn nha các bạn. Tạo Twitter thì các bạn theo dõi nè. Xuống đây thì các bạn like nè. Cần chỉ dẫn cho tweet nè. Tết like nè. Các bạn like nha các bạn. Rồi tất cả các bạn bắt đáp lại. Các bạn muốn ghi Broket nè. Tiếp tục còn follow medium và follow medium rồi và gì nhấp vào medium nữa. Thì medium các bạn bấm vào follow nữa các bạn rồi bạn mới đáp lại rồi bấm protocol nè. Tiếp tục thì các bạn điền username tại Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. Cộng memo của bạn này. Tiếp tục càng điền username minimum của tất cả các bạn nha bạn. Thì minimum thì các bạn nhập vào minimum nè. Mum thì các bạn nhập vào trang cá nhân của mình chỗ này nè các bạn. Nhập vào trang cá nhân của mình thì các bạn này các bạn, username của mình là cộng anh Quỳnh Đăng Mạnh 991.com nè bạn. Để bạn copy các bạn. Anh Quỳnh Đăng Mạnh 991.com. Rồi các bạn. Rồi các bạn gỡ các bạn. Tiếp tục thì các bạn gỡ địa chỉ BNB Smart Chain với chút có đẹp nè các bạn. Thì các bạn copy địa chỉ BNB Smart Chain. Thì các bạn nào chưa cập nhật địa chỉ với BNB Smart Chain của mình thì cập nhật vào các bạn. Mình sẽ chép lên. Mình gỡ chút bot nè. Tiếp tục còn bấm balance để check số cần kiếm được. Mình đã nhận được 105 tốc càng sát nè bạn. Giúp phơ các bạn đánh ghép chia sẻ bằng bè những cái thằng đấy biết giao. Nó lấy gốc tiền tự động sẽ kích hoạt chưa được vào ngày 5 tháng 5 nha tất cả các bạn. Vậy video đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nha.